có đủ kinh nghiệm về nhảy vào dự án. Thì khi mà buổi sáng bạn ấy nói ra là em gặp một cái vấn đề này, thì những gọi là key, chúng tôi key thì không đúng trong một bộ sai, nhưng mà cái người có kinh nghiệm đó người ta sẽ bảo là ok, đây thì vì nó thì anh em sẽ ra một chuyện nhau và anh sẽ nói cho em cái vấn đề này để giải quyết cái suy này, để làm sao người ta sẽ không lặp lại cái vấn đề đó. Và mình thấy là cái đấy meeting ngoài cái vấn đề của Scrum Master thì còn có member của những viên chức khác nhau, nó không phụ thuộc quá nhiều vào Scrum Master đâu. Một khi mà team nó vững thì hoàn toàn có thể loại bỏ Scrum Master, đúng không? Đấy.